Xin kính chào tất cả các anh em đã đến với kênh Review Audio. Hôm nay em giới thiệu đến nhà mình một chiếc đài radio cassette tuyệt đẹp mới về từ Nhật chưa sử dụng tại Việt Nam. Đến từ một thương hiệu rất là quen thuộc, Victor RC707. Nhìn qua về kích thước ở bên ngoài là anh em mình cảm thấy yêu ngay lập tức. Máy được thiết kế rất hài hòa, cân đối hợp lý, sang trọng, đẹp mắt. Và chơi thì rất là đa năng luôn. Chơi rất đa năng, rất nhiều tính năng cực kỳ hay trên chiếc máy này. Máy được thiết kế với size chiều ngang 43 phân, chiều cao 23 phân và chiều sâu là 13 phân. Đây là dòng có 2 anten, được trang bị 2 anten 2 dâu. Nói chung về những chiếc đài có 2 anten thì đều là những dòng cao cấp xịn sò. Và các bác nhìn rõ cái phần anten của chiếc máy này này. Được làm rất là to, dày dặn, chắc chắn. Còn sáng choang, bóng loáng, cực kỳ đẹp. Nhìn vào nó rất là cao cấp luôn. Rất đẹp mắt luôn ạ. Mặt trước của máy chúng ta thấy là được làm bằng một cái màu, dạng màu xanh quân đội. Nhìn vào nó rất là sang trọng. Rất sang trọng bác này. Máy đẹp chưa? Rất đẹp. Phải nói là một thiết kế rất hài hòa luôn. Ở chính giữa này chúng ta thấy là được trang bị một cửa băng cassette chơi rất tốt. Đấy, cửa băng cassette các bác nhìn thấy này. Kể cả bên trong rất mới, rất đẹp. Hai bên được trang bị hai loa. Và ở trước mỗi loa bát lại có luôn phần loa chép. Các bác nhìn thấy không ạ? Cái phần viền loa còn rất sáng đẹp, trông nó rất hài hòa cân đối. Hai bên hai loa bát, chính giữa là hai loa chép. Và hai bên cũng được trang bị hai cái mic hai bên các bác này. Đấy, một sự cân đối rất hài hòa. Ở bên phải là mặt của đồng hồ dò sóng radio, được làm to rõ. Và phần bên trái được trang bị hai mặt đồng hồ vu. Một chiếc đài với một cái size kích thước rất là vừa phải, gọn gàng, nhưng lại được trang bị hai đồng hồ vu rất to. Nó sẽ vu vậy theo nhạc, cực kỳ đẹp mắt luôn. Phần sau chúng ta sẽ test chi tiết cụ thể. Và nó là một cái sự thiết kế cân đối. Kể cả bên trên các bác nhìn thấy này, cũng có hai nút ở hai bên. Phần bên này là để chúng ta mở cửa băng này. Đấy. Còn cái nút còn lại là phần tạm dừng cho phần băng cassette. Các cái chữ ở trên này được làm bằng chữ màu trắng, nhưng mà nó được in, được làm rất là sắc nét các bác. Rất sắc nét, rõ ràng. Chúng ta nhìn vào là chúng ta thấy cái độ chi tiết sắc nét của máy ngay. Cân đối hài hòa hợp lý. Phải nói là nhìn một cái đài này chúng ta sẽ yêu ngay từ lần gặp đầu tiên. Quá là đẹp luôn. Máy có luôn cả phần nút chỉnh cho phần tông. Đây ạ. Đấy, bát chép. Đây là núm chỉnh volume. Ba lăng là loa trái phải. Các cái cần gạt ở phần trên này cũng còn rất đẹp. Rồi bây giờ em mời anh em mình ngắm nhìn cạnh bên hông trái. Máy được trang bị luôn cả cổng line in và line out. Cổng line in là để chúng ta kết nối các thiết bị bên ngoài vào chúng ta nghe nhạc, rất là tiện lợi. Line in này như là anh em mình có thể kết nối điện thoại, máy tính vào chúng ta nghe nhạc được luôn này. Có cả chân jack din 5 này, có cả cổng line out này, xuất tín hiệu đến những bộ dàn lớn hơn này. Có cả cổng adapter 9V. Phải nói là đầy đủ tất cả những cổng ăn chơi luôn. Còn đây là tổng thể về mặt sau. Trước sau trong ngoài thì còn rất đẹp, cân đối hài hòa hợp lý. Chất lượng âm thanh chiếc này là tuyệt vời luôn. Chức năng thì là đầy đủ, không thiếu tới một chức năng nào. Quá là đẳng cấp. Kể cả là máy có thể sử dụng được cả, sử dụng được pin luôn các bác nhá. Đây, chúng ta thấy là có 2, 4, 6 cục pin.
Máy sử dụng 6 cục pin tương đương với lại 9V. Nắp pin được thiết kế cũng rất lạ này. Không phải là hai cái gài thông thường nữa, mà đây là dùng cái chốt, chúng ta kéo nắp pin ra thì nó sẽ chắc chắn hơn. Đưa vào nhìn nó gọn gàng, nó kín rất là đẹp mắt. Đây em quay rõ số seri luôn nhá. Model RC707 Victor, điện 100V, các bác lưu ý là điện 100V, hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Tất cả là quá là hoàn hảo rồi. Rồi em mời anh em mình ngắm nhìn luôn cạnh bên hông còn lại này. Phần quay sách cũng còn rất sáng đẹp các bác nhé. Đây là núm núm vặn cho phần radio. Còn rất sáng các bạn ạ, rất sáng mới. Ok. Rồi, bây giờ thì em sẽ quay máy lại và xin mời anh em mình bắt đầu chúng ta trải nghiệm chất âm trên chiếc đài được thiết kế rất đẹp, hài hòa, cân đối, hợp lý. Tính năng thì đầy đủ, chất lượng âm thanh thì tuyệt vời. Chúng ta sẽ nghe thử phần băng cassette trước. Nhã K5. Chúng ta sẽ nghe một bài hát rất quen thuộc, Dã từ thành phố. Xin mời anh em mình lắng nghe trên Victor. Cái logo còn sáng bóng đẹp quá này các bạn này. Victor RC707. Xin mời anh em mình cùng bắt đầu lắng nghe. Đây để em mở nguồn máy lên đã nào. À đây. Do là cái dây em bị lỏng các bác, dây bị lỏng đây. Em sẽ cắm cái dây cho nó cứng lại một chút. Rồi. Mời anh em mình. Mình thấy là chất lượng âm thanh của chiếc này rất hay luôn. Tiếng to, rõ, nghe nhạc sau trước 75 ấy, nhạc thu âm trước 75 thì nghe lóc cóc leng keng. Tiếng rất là tốt luôn các bác. Phải nói là cái dòng này được mọi điểm luôn. Nghe hay, bầy đẹp, đa chức năng,
thiết kế hài hòa hợp lý cân đối giá thành thì vừa phải, mà dòng này thì rất là cao cấp các bác nhá. Nhìn hai cái anten chúng ta biết rồi, chất lượng rất là tuyệt vời. Bây giờ em test luôn phần radio này, mở nhỏ volume một tí xíu. Radio này chúng ta gạt qua bên thôi, cũng rất là dễ dùng luôn nhé. Đấy, chúng ta gạt qua là chúng ta sẽ nghe được radio. Đây ạ, chúng ta dò sóng radio ở đây các bác. Rồi Nguyễn Thùy Linh thì tôi cho biết một cái thông tin để tăng độ tải của mình. Được tổ chức đã tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Thấy là cái núm chính này nhìn nó rất là xịn này, rất đẹp luôn. Là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị các cấp các ngành với một cài lên mái tóc xanh mẹ yêu, tóc rơi một đời vì năm tháng chở che đời con. Và chương trình Dĩa cơm trên tường cũng đã ấm lòng khi biết rằng những dĩa cơm của mình đã giúp cho hàng ngàn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đi điều trị giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Với anh Trịnh Vĩnh Phú, thành viên của nhóm Dĩa cơm trên tường, hiện anh đang công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Lắk, có một kỷ niệm có lẽ sẽ không bao giờ phai mờ. Tiếng quá tốt luôn. 122 của châu Á. Bắt được rất nhiều đài các bác nha. Nghe báo. Còn công tác chuẩn bị phải thật kỹ lưỡng, cẩn thận từng bước. Bắt đầu là anh ấy lên cảm ơn chương trình, với lại xin ủng hộ chương trình. Với việc làm đầy ý nghĩa của mình, chương trình Dĩa cơm trên tường đã lan tỏa ra cộng đồng tình yêu thương, sự chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn. Mỗi dĩa cơm là cả tấm lòng của thầy cho. Nếu quên mật khẩu, mang sẽ ấm tài sử dụng chất bệnh. Ở buổi tập này các cầu thủ cần bị chấn thương. Phải nói là một chiếc đài cực kỳ đáng chơi các bác ạ, rất đáng chơi luôn. Cái màu này nhìn nó nhìn đi nhìn lại nó sang lắm các bác nhá, nhìn đi nhìn lại rất là sang và nó rất là bền. Cái màu này nó dạng như là màu của nhựa chứ không phải là màu sơn. Cho nên là gần như là không bao giờ chúng ta lo phải bị bay màu, phai màu. Nó bền đẹp mãi cùng với thời gian và năm tháng. Em chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Các bác nhớ là đây là chiếc Victor GC707. Máy đẹp xuất sắc, hoạt động hoàn hảo mọi chức năng. Zin nguyên bản 100%, không một giọt sơn tút gì cả. Bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ giúp em qua số điện thoại 0916950595. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh Review Audio. Xin kính chào và hẹn gặp lại.